nhanh vậy? Rồi vô sới coi. Chạy này ít hao dầu lắm á nha, mà cái nồi nó nồi rời anh, nồi của mấy sới à anh, à hàng trên đạp côn nha, nó kêu kêu rồi của mấy sới. Chiếc này giờ bán nhiêu anh? 50 triệu. Động cơ này nhiêu ngựa? 15 ngựa. Yamaha NS 130 mặt đạn. Cái máy này không là mười mấy triệu à, mười mấy 20 triệu à, máy chất lượng. Hả? Lên không? À. Động cơ ngon quá ha, động cơ sửa gì cho anh? Nguyên zin hả? Ủa này có con xi bao ra hả? À, hộp số xi bao ra nè. Bơm ben chế hả? Mình mua nguyên cái mới về mình chế hả? À, chế máy một. Chục triệu cả sới. Không có sới bán không? À, bán luôn hả? Mà lấy nguyên sới gì chứ? Lấy đầu cũng ra. À. Không lấy máy cũng trần ra luôn. Rồi chạy vô đi anh. Chạy vô đi. Rửa hả? À. À. Ok ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại trong phần mô tả video. Bấm vào xem thêm. Các bạn sẽ đi vào phần mô tả ha. Để mà có số điện thoại đó ha. Cái này chế ở đây nồi nó nồi côn của mấy sới các bạn. Đó, rồi qua hộp số kéo đây, kéo vô số đây. Rồi số má nè, cái này gì anh? Sới, à số sới. Hai tầm số chạy à, nhanh chậm à. Số chạy, bỏ này số xe, à, nhanh chậm. Mo. À, còn cái này nó liền luôn à. Mở ra được chưa? Hả? Lấy ra được. Rút chốt. À, hiểu hiểu. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu cái alo với anh Đô ha. Nông cơ Nguyễn Nhân Đô ha. 50 triệu. Con này nay giá nhiêu anh? Có đổi gì không? Dạ. Mấy? Nhiêu? Hơn 200 hả? Hả? À. Con này hơn 200 có đuôi. Đuôi hộp sọ. Cái đuôi này 30 triệu không anh? Trở lên á, từ cỡ đó trở lên á. Trên hả? À. À, nó mắc hơn chứ, nó mắc bằng chiếc máy cày luôn à. Mắc hơn chiếc máy cày nhỏ nhỏ này nha. Cô Ba Si. Cái này xài hộp sọ ha. À, của Nhật cái dàn này mấy mét ta? À, 2m05. Ờ đúng rồi, để đó. 2m05 xài hộp sọ là mình điều chỉnh ha. À, 4 tốc độ. 4 tốc độ sơn bìa. À, 4 cái nhông. Lưỡi 2 ốc ha. Lưỡi 2 bù lon.
có nhiều điểm khác biệt đó chứ. Hơn 200 ha anh, vỏ đồ đẹp long lanh ha. 690 này theo mã lực là nhiêu anh? 80 mã lực, động cơ bét trên của anh, bẹt trên của anh. Máy lạnh đầy đủ nha. Máy lạnh đầy đủ, cả bên máy lạnh đầy đủ, động cơ bẹt trên, hai cầu, tay lái trợ lực, cả bên máy lạnh đầy đủ, Rhino. Tám mươi mã lực, trần nỉ zin nguyên bản màu nâu, ồ quá đẹp, trần quá đẹp, máy lạnh nè, loa nè, cặp loa Hitachi luôn á, loa Hitachi luôn mới giữ chứ, có một cái, đầu máy, đầu đĩa, rồi, rồi. Có dấu chân mèo ở đây nữa. 4.868 giờ đồng hồ còn len keng. Perkin. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Con này hơn 200 triệu, con kia 50 triệu. Muốn chọn con nào đó chọn, còn không chọn thôi, khỏi chọn. À, muốn chọn con nào chọn, còn không chọn thôi. Thùng dầu giả mang ha. À. Hai thùng luôn hả? Hai thùng. Hai thùng luôn. Cái này nó xài những cánh đồng lớn á. Hai thùng này mà đổ á, chắc nghĩ là khoảng trăm mấy chục lít á. Dạ. Trăm mấy chục lít. Hơn trăm lít hả? Cái thùng nó nghĩ sao phải bảy tám chục. Dạ. Rồi. Ở chiếc DM3F này về lâu chưa ta? Đó, DM3F từ lần đó có vào luôn á. Mấy chục? 95 triệu. À 95 triệu. Ủa còn con Văn Ma mà đẹp thiệt đẹp đó chưa bán hả? Chưa. Con đó giá nhiêu quên rồi anh? 50. À 50. Giá là chưa bán. À vậy hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha.